Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Trả lời phỏng vấn trong chương trình Face the Nation của CBS, ông Jonathan Finer nêu rõ mục tiêu của Washington là giảm leo thang, răn đe và bảo vệ Israel. Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang nhanh chóng sau vụ thủ lĩnh chính trị của phong trào Hồi giáo Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát tại thủ đô Tehran của Iran vào ngày 31 tháng 7. Trước đó một ngày, Israel thông báo tiến hành không kích ở thủ đô Beirut của Liban, khiến Fuad Shukr, một chỉ huy quân sự cấp cao của lực lượng Hezbollah thiệt mạng. Nhiều nước đã khuyến cáo công dân rời khỏi khu vực. Vào ngày 4 tháng 8, Pháp kêu gọi công dân nước này tạm thời rời khỏi Iran, cảnh báo không phận và sân bay ở Iran có thể đóng cửa do lo ngại gia tăng về xung đột trong khu vực. Thông báo của Bộ Ngoại giao Pháp nhấn mạnh, khuyến cáo những công dân đang ở Iran nếu đủ khả năng nên tạm thời rời khỏi nước này. Trước đó cùng ngày, Pháp cũng đã kêu gọi công dân đang ở Liban rời khỏi nước này sớm nhất có thể. Cùng ngày 4 tháng 8, Ả Rập Xê Út cũng kêu gọi công dân nước này lập tức rời khỏi Liban. Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X, Đại sứ quán Ả Rập Xê Út tại Beirut cho biết đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến ở miền nam Liban gần biên giới với Israel và nhắc lại khuyến cáo công dân Ả Rập Xê Út rời khỏi lãnh thổ Liban ngay lập tức. Tương tự, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng kêu gọi công dân nước này đang ở Liban và Israel rời khỏi các quốc gia này càng sớm càng tốt. Theo hãng tin Yonhap, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã tổ chức một cuộc họp để xem xét tình hình an ninh ở Trung Đông và xem xét các biện pháp bảo vệ an toàn cho người Hàn Quốc trong khu vực. Chủ trì cuộc họp, Thứ trưởng thứ hai Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, bà Kang In-sun, hối thúc công dân Hàn Quốc đang ở Liban và Israel rời khỏi các quốc gia này càng sớm càng tốt bằng các chuyến bay có sẵn. Bà cũng chỉ thị Bộ Ngoại giao và các phái bộ Hàn Quốc ở nước ngoài nỗ lực để đảm bảo an toàn cho người Hàn Quốc trong trường hợp khẩn cấp. Hiện tại có khoảng 530 người Hàn Quốc ở Israel, 130 người ở Liban và 110 người ở Iran. Theo tờ Wall Street Journal và Time of Israel, Iran tuyên bố sẽ tấn công Israel ngay cả khi điều đó có nghĩa là chiến tranh. Căng thẳng giữa Israel và Iran đã leo thang kể từ ngày 31 tháng 7 khi thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát ở Tehran trong một cuộc tấn công mà Iran đổ lỗi cho Israel và tuyên bố sẽ trả đũa. Cuối tuần qua, Ngoại trưởng Jordani và Liban đã tới Iran để cố gắng xoa dịu tình hình, nhưng Iran tuyên bố đã quyết tâm đáp trả Israel và không quan tâm nếu động thái đó châm ngòi chiến tranh. Cùng lúc, Mỹ đã đề nghị các nước châu Âu thúc giục Iran giảm căng thẳng và cảnh báo bất cứ hành động tấn công nào của Tehran sẽ gây tổn hại lớn đến những nỗ lực phát triển quan hệ với phương Tây của tân Tổng thống Iran. Hãng tin NBC ngày 4 tháng 8 dẫn lời một quan chức của Israel giấu tên, cho biết Israel đang chuẩn bị cho khả năng một cuộc tấn công do Iran đứng đầu sẽ xảy ra, gồm cả việc nước này bị nã tên lửa suốt nhiều ngày. Trang web Axios dẫn lời các quan chức Mỹ và Israel nói, Iran có thể tấn công Israel sớm nhất là vào ngày 5 tháng 8. Israel đã nhiều lần tuyên bố rằng bất kỳ hành động nào chống lại nước này sẽ bị trả đũa. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lặp lại điều đó khi phát biểu trong cuộc họp nội các hàng tuần vào ngày 4 tháng 8 rằng nhà nước Israel đang trong cuộc chiến đa mặt trận chống lại trục ma quỷ của Iran. Ông Netanyahu cũng đã họp với các quan chức an ninh và trước đó Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant đã tổ chức một cuộc tham vấn tương tự với các quan chức quân sự và quốc phòng cấp cao. Bộ Quốc phòng Israel cho biết cuộc họp tập trung vào các diễn biến an ninh và các lựa chọn khác nhau để đánh giá các nỗ lực tấn công của Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này. Theo kênh số 12, Israel vẫn chưa có bức tranh toàn cảnh về các cuộc tấn công sắp diễn ra. Cơ quan an ninh nước này đang cân nhắc khả năng thực hiện các hành động phòng ngừa hoặc tấn công, bao gồm cả ở Liban hoặc ở những nơi khác khi cần thiết. Theo hãng tin Axios, tướng Michael E. Curiella sẽ đến thăm một số quốc gia vùng vịnh, Jordan và Israel và cố gắng huy động các đồng minh quốc tế và khu vực để cùng nhau đẩy lùi một cuộc tấn công tiềm tàng từ Iran. Hãng thông tấn TASS của Nga ngày 4 tháng 8 cho biết, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Lực lượng Vũ trang Mỹ CENTCOM, tướng Michael E. Curiella đã đến khu vực Trung Đông vào ngày 3 tháng 8. Hãng tin Axios trích dẫn các nguồn tin đưa tin chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công có thể xảy ra của Iran nhằm vào Israel mà quốc gia này có thể sẽ sớm thực hiện. Theo đó, người đứng đầu CENTCOM sẽ đến thăm một số quốc gia vùng vịnh, Jordan và Israel và cố gắng huy động các đồng minh quốc tế và khu vực để cùng nhau đẩy lùi một cuộc tấn công tiềm tàng từ Iran. Theo các nguồn tin, Jordan được kỳ vọng là điểm nhấn trong chuyến đi của Curiella vì nước này đóng vai trò chính trong việc đánh chặn các máy bay không người lái của Iran bay về phía Israel vào ngày 13 tháng 4. Asia chỉ ra rằng phía Mỹ và Israel không biết liệu Iran và phong trào Hezbollah của người CIA có quyết định cùng nhau thực hiện chiến dịch hay không. Các nguồn tin cho biết cuộc tấn công dự kiến được triển khai vào ngày 5 tháng 8.
Trước đó, Lầu Năm Góc tuyên bố họ sẽ gửi thêm lực lượng đến khu vực Trung Đông để bảo vệ Israel, bao gồm các tàu tuần dương và tàu khu trục có khả năng phòng thủ tên lửa đạn đạo. Mỹ cũng đang chuẩn bị triển khai thêm các hệ thống phòng thủ tên lửa trên bộ. Căng thẳng ở Trung Đông đã leo thang trong những ngày gần đây sau vụ ám sát ông Ismail Haniyeh, người đứng đầu nhánh chính trị của phong trào Hamas của người Palestine, khi ông có mặt tại Tehran, và vụ thanh trừng thủ lĩnh quân sự của Hezbollah Fouad Sokhr tại Beirut. Hamas và Hezbollah đã quy trách nhiệm cho Israel về các vụ việc và cho biết họ sẽ làm rõ những vụ việc này. Phong trào Hezbollah ở Liban ngày 4 tháng 8 thừa nhận đã nã hàng chục quả rocket vào khu định cư Beit Hillel ở miền bắc Israel. Tuyên bố của Hezbollah có đoạn, phong trào kháng chiến Hồi giáo đã đưa khu định cư mới Beit Hillel vào kế hoạch pháo kích và lần đầu tiên phóng hàng chục quả rocket vào mục tiêu đó. Hezbollah lưu ý, cuộc tấn công nhằm đáp trả việc quân đội Israel pháo kích các khu định cư ở miền nam Liban. Trong khi đó, The Times of Israel đưa tin, nước này đã kích hoạt hệ thống phòng thủ tên lửa vòm sắt Iron Dome để đối phó với cuộc tập kích nêu trên. Theo đó, một loạt rocket đã được phóng đi từ Liban và hệ thống vòm sắt đã tiến hành nhiều vụ đánh chặn ở khu vực Galilee. Vài ngày trước đó, quân đội Israel xác nhận đã tấn công các mục tiêu Hezbollah ở ba khu vực Kfar-Kela, Deserian và Odese của Liban. Vụ ám sát thủ lĩnh chính trị Hamas tại Iran và vụ Israel tuyên bố tiêu diệt chỉ huy cấp cao Fouad Sokhr của Hezbollah trong cuộc không kích ở Liban tuần này đã làm dấy lên nỗi lo về các cuộc tấn công trả đũa và chiến tranh lan rộng hơn ở Trung Đông. Cơ quan phòng vệ dân sự Gaza thông báo vụ không kích của Israel diễn ra ngày 3 tháng 8 nhằm vào một trường học đã khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và một số người bị thương. Người phát ngôn của cơ quan trên Mahmoud Basso cho biết, ngôi trường Hamama ở thành phố Gaza là nơi trú ngụ của nhiều người Palestine sơ tán do xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel. Quân đội Israel IDF xác nhận vụ tấn công trên, tuyên bố đã đánh trúng vào một trung tâm kiểm soát và chỉ huy của phong trào Hồi giáo Hamas nằm trong khuôn viên trường. IDF cáo buộc trường Hamama được Hamas sử dụng để chế tạo vũ khí và là nơi ẩn nấp của lực lượng này. Canada một lần nữa cảnh báo công dân tránh mọi chuyến đi tới Israel do tình hình an ninh khó lường bởi các cuộc xung đột đang diễn ra tại khu vực này. Trong khuyến cáo đi lại, chính phủ Canada cho biết tình hình an ninh có thể xấu đi mà không có cảnh báo trước. Nếu xung đột vũ trang leo thang, có thể ảnh hưởng đến khả năng đi lại của mọi người trên các phương tiện thương mại. Điều này có nguy cơ dẫn đến gián đoạn du lịch, bao gồm cả đóng cửa không phận, hủy chuyến bay hoặc chuyển hướng chuyến bay. Khuyến cáo cũng nói rằng, công dân và thường trú nhân Canada tại Israel, bờ Tây và dải Gaza, cũng như vợ, chồng và con cái đi theo nên đảm bảo giấy tờ đi lại của họ được cập nhật trong trường hợp cần phải sơ tán. Căng thẳng ở khu vực này đã gia tăng trong những ngày gần đây sau vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh ở Iran và chỉ huy cấp cao của Hezbollah Fouad Sokhr ở Liban. Bộ Ngoại giao Canada duy trì việc cảnh báo tránh đi tới bờ Tây và dải Gaza do xung đột giữa Israel và Hamas ở Gaza, đồng thời nói rằng người dân cần chủ động, không chờ vào việc chính phủ giúp họ sơ tán. Ngày 3 tháng 8, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC công bố kết quả điều tra cho biết thủ lĩnh chính trị phong trào Hamas Ismail Haniyeh thiệt mạng bởi một đầu đạn tầm ngắn chứa khoảng 7kg thuốc nổ được phóng từ bên ngoài nhằm vào nhà khách nơi ông cư trú ở Tehran. Thông báo cũng một lần nữa đề cập hành động đáp trả mạnh mẽ của Tehran vào một thời điểm thích hợp. Trong khi đó, tờ New York Times Mỹ cùng ngày đưa tin Iran đã bắt giữ hơn 20 người trong cuộc điều tra vụ tấn công trên. Trong số những người bị bắt giữ có các sĩ quan tình báo cấp cao, sĩ quan quân đội và nhân viên nhà khách do IRGC quản lý tại thủ đô Tehran, nơi xảy ra vụ tấn công. Cũng trong ngày 3 tháng 8, phong trào Hamas cho biết đã khởi động tiến trình tham vấn rộng rãi trong giới lãnh đạo và các tổ chức của lực lượng này để chọn ra một nhà lãnh đạo mới thay thế cho thủ lĩnh Ismail Haniyeh vừa bị ám sát tại Iran. Theo Hamas, mặc dù một số nhà lãnh đạo của phong trào này bị sát hại trong nhiều thập niên qua, song Hamas đã nhanh chóng lựa chọn những phương án thay thế theo các quy định của tổ chức. Các nhóm điều hành của Hamas và cơ quan tham vấn chính Sura đang tiếp tục công việc và sẽ công bố kết quả tham vấn sau khi quá trình này hoàn tất. Ba quan chức Mỹ nói, chính quyền của Tổng thống Joe Biden tin Iran sẽ tấn công Israel trong vài ngày tới để trả đũa vụ ám sát thủ lĩnh chính trị của Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran hồi đầu tuần này. Hãng tin Axios dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, họ đoán rằng bất kỳ một cuộc trả đũa nào của Iran sẽ chống lại cuộc tấn công Israel vào ngày 13 tháng 4
nhưng với quy mô lớn hơn và có thể có sự tham gia của nhóm Hezbollah ở Liban. Thủ lĩnh chính trị của nhóm Hamas, Ismail Haniyeh, đã bị ám sát vào ngày 31 tháng 7 khi đang ở thủ đô Iran để dự lễ nhậm chức của Tổng thống Iran. Hamas, nhóm quân có trụ sở tại Gaza, cho biết ông Haniyeh bị tấn công bằng tên lửa vào nơi ở tại Tehran. Tuy nhiên, tờ New York Times lại cho hay vụ ám sát được thực hiện bằng một thiết bị nổ được đặt bên trong nơi nghỉ của thủ lĩnh Hamas. Cả Hamas và Iran đều đổ lỗi cho Israel về vụ tấn công và thề sẽ trả thù. Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố rằng nhiệm vụ của Tehran là trả thù cho vụ ám sát của ông Haniyeh và trừng phạt nghiêm khắc Israel sau vụ ám sát. Iran cũng tuyên bố rằng Mỹ sẽ phải chịu một phần trách nhiệm về vụ tấn công này vì Washington đã ủng hộ và đồng lõa với Israel. Israel không xác nhận cũng không phủ nhận trách nhiệm về vụ ám sát, trong khi Mỹ khẳng định rằng không biết và không tham gia. Sau tuyên bố của Iran, Cố vấn truyền thông an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết Mỹ sẵn sàng chuyển nguồn lực đến Trung Đông nếu cần. Ông Kirby hôm 2 tháng 8 đã nói với hãng tin CNN rằng Mỹ luôn tài đánh giá tình hình lực lượng ở Trung Đông để đảm bảo rằng có đủ những gì cần thiết để bảo vệ chính mình, quân đội, cơ sở của chúng tôi, cũng như bảo vệ đồng minh và các đối tác, chẳng hạn như Israel. Trong cuộc gọi với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào ngày 1 tháng 8, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden tái khẳng định cam kết của mình đối với an ninh của Israel trước mọi mối đe dọa từ Iran, bao gồm các nhóm quân ủy nhiệm Hamas, Hezbollah và Houthi. Ông Kirby cho biết sự hỗ trợ của Mỹ có thể dưới hình thức quân sự và khí tài trong khu vực. Theo một hãng tin của Anh, quan chức cấp cao của Iran sẽ họp với các đồng minh từ Liban, Iraq và Yemen tại Tehran để thảo luận về khả năng trả đũa Israel. Thủ lĩnh chính trị của Hamas đã được an táng tại thành phố Lusail, phía bắc của thủ đô Doha của Qatar. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.